khoảng 2.000 đoàn viên thanh niên và hơn 3.000 người dân, bao gồm 1.000 người có nguy cơ bị đái tháo đường, đã tham gia Ngày hội vì cộng đồng năm 2019 do Hội Thầy Thuốc Trẻ Việt Nam phối hợp cùng Bộ Y tế tổ chức. Trong khuôn khổ ngày hội, bên cạnh việc khám và tư vấn miễn phí về chế độ dinh dưỡng và luyện tập cho người dân, các bạn trẻ đã cùng nhau tham gia các điệu nhảy sôi động, tham gia chương trình đi bộ vì sức khỏe và đạp xe cổ động trên các tuyến phố của thủ đô, tuyên truyền kiến thức về các bệnh không lây nhiễm và các biện pháp phát hiện sớm đối với bệnh tiểu đường và phổi tắc nghẽn mãn tính. Với chủ đề Hành động sớm vì một cộng đồng khỏe mạnh, Hội Thầy Thuốc Trẻ Việt Nam sẽ triển khai nhiều hoạt động hướng đến việc tăng cường, nâng cao nhận thức và cách thức kiểm soát cho hai căn bệnh nguy hiểm này.